Yes. Alo, quay trở lại trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ ba này thôi. Thì có một Babylon là một Choson của game thủ Gunny thì phải. Đúng là Choson của game thủ Gunny rồi, bài game thủ Choson. Vâng, cũng đã có quả phụ. Hiêu này là hiêu mấy, hiêu đầu hay là hiêu gì đấy? Giờ hay là đánh phút thứ tư bắt đầu nhớ map, game thủ nó một rồi. Vâng, chưa biết quân đội bạn là gì trong cái trận thi đấu mà bên mình có một Choson, một Babylon. Vâng, quân bên phía Game TV là quân gì? Không ai thèm nhìn. Yes. Vâng, Mỹ Đình thì còn đang dò cái bãi quả của game thủ Gunny trong trận đấu này nữa cơ. Vâng, hai ông vẫn đang hơi ảo trong trận đấu này. Bài game thủ Gunny, Mỹ Đình mà không ăn cho các Gunny mà ăn đấy của game thủ Gunny thì Gunny không khỏi lên đời luôn. Vâng, đồ ăn như vậy cũng đã đủ cho những thủ Gunny. Một bài không đồ đồ về, một bầy yêu năm và một bầy bãi quả phụ cũng tương đối to. Vâng, bãi quả phụ và một bầy bãi hiêu nữa là những bãi hiêu được cho thủ Gunny. Một bài lực như vậy là một bài lực được, nhưng mà nó lại không có đồ đồ về nên khả năng ép đời thủ Gunny chắc là cũng không quá sớm được đâu. Mỹ Đình, vâng, Babylon bài hơi xấu. Theo em thêm một bài hiêu nữa, bài xấu quá xấu thành của Mỹ Đình trong trận đấu này. Một bài hiêu là bài hiêu 5 thôi. Mà cũng không đồ lùa về. Hai game thủ lần này đều có không đồ lùa về cả. Hơi đen. Ông quay trở lại với màn hình máy game thủ Gunny thôi. Bài không đồ lùa về xem anh có thể ép sớm hơn nữa không. Một series ép toàn trận ép 9 và cuối 9 đầu 10 rồi. Đây tí nó đóng hết ở ăn bài hiêu kia. Một bài hiêu láo tuét. Vâng, ba con giấu trong vực, còn ba bốn con tòi ra ngoài, đóng chữ ES rất đẹp nhân đôi. Vâng, vừa ăn hiêu vừa ăn vàng cho game thủ Gunny đây, không có cửa cho ba con hiêu kia ra. Tí ăn hết mấy con hiêu đấy thì những con nông dân kia sẽ phi những con hiêu kia, nhưng mà phi xong phi để đấy rồi. Quay trở lại mình mấy game thủ Gunny thôi. Vâng, bài cho Son quyết định là 24 nông dân Mỹ Đình. Vâng, chưa thể kích lời được, một bài quá xấu đến từ game thủ Mỹ Đình. Bài xấu như vậy thì đúng là thánh đỡ. Này còn đi quẩy lô trên bản đồ nữa thôi. Xem ông này đi. Một bài Gunny này thì cũng là được. Còn đang bo nhà cho cả cái thủ Mỹ Đình luôn.
Màn hình máy game thủ của Gunny một bàn không đồ lùa về, anh vẫn có thể kích bài 13x được. Với 24 nông dân nó quá kinh khủng, 13-3 với 24 nông dân của cho Son. Tôi biết mà, ba con nhiều đấy, đúng là nó mang được ba nhiều đấy thì lực của Gunny là quá quá khỏe trong trận đấu này luôn. Điểm số của nó 1 đang rất cao, không biết nó 1 cầm quân gì. Quyết định đứng đầu vàng là bảo bên tôi là có Grick hay là bên đội bạn toàn chém à? Vâng, toàn chém. Ồ, có cầm cho Son nữa, cầm thủ nó 1. Ồ, chết rồi. Vâng, một bài cầm thủ nó 1 cũng cầm cho Son. Nào, luộc, không luộc được con giò cầm thủ nó 1 trong trận đấu này. Vẫn luộc được. Và luộc được con giò này rồi. Chính thức luộc được con giò cầm thủ nó 1 rồi. Vâng, con giò công thủ cầm thủ nó 1 kinh đúng một thằng dân. Nó 1 đợi quá sớm, một bài mà Gunny kích ở 13x thì cầm thủ nó 1 kích khoảng 11x rồi. Tầm đấy. Con giò cầm thủ Gunny không công không thủ. Anh nâng đào vàng để quyết định chơi chay phù trong trận đấu này luôn. Xem Mỹ Đình có sống được không nào. 26 vẫn đang sống tươi sống khỏe, vẫn chưa bị Chip Boy làm trò gì trên bản đồ. Chip Boy đánh cái gì vậy? Con Chip Boy là con gì? Ai có thể biết cho game thủ cho tôi biết là game thủ Chip Boy là cầm con gì không? Gunny 24 vẫn đang thủ được nha, nhưng mà con phù như phù đen rồi. Nhưng mà cái thủ no 1 à, có bánh xe được, có bánh xe, lực lực chém vẫn đang có, lượng bơm cho thủ Mỹ Đình không, nâng cửa chặt gỗ, kéo phù thủy sang thủ cho thủ Mỹ Đình. Ơ, Kata đánh qua một áo của game thủ Chip Boy. Thảo nào không tấn công một cái gì cả sang. Thì ra đánh Kata, Kata game thủ Chip Boy đánh qua một áo. Vâng, thêm một con chém nữa của game thủ nó một bị Gunny phù mà phù mất. Và bây giờ là hai con phù thủy game thủ Gunny bắt đầu ra rồi. Kéo sang một ba nhà P bắt đầu vắt. Vâng, chắc chắn là một sẽ phải một bài mà sóc châu chém. Vâng, Mỹ Đình có thủ được không mới là quan trọng. Phù đen mới đều. Mỹ Đình 29 vẫn đang chưa thủ được nhà với những con chém của em thủ nó 1. Hơi mất tay. Bên đây là những con phù thủy của em thủ được Gunny bắt đầu sang cứu những em thủ nó 1 rồi. À, Mỹ Đình rồi. Phù hết con này chém của em thủ nó 1 đi. Nó 1 vẫn đang né tốt. Nhưng bên kia Chip Boy này đánh qua một áo sẽ nở tam rất nhanh thôi. Nếu Mỹ Đình mà không to nhanh thì mệt. 29 tôi cũng là một áo game thủ mà Chip Boy cũng đã đẩy sang rồi. Nhưng quan trọng là Gunny cũng đã có cả phù thủy cộng những con chém để đảo cho game thủ Mỹ Đình. Phù đi, phù luôn được một con chém nữa của game thủ No 1. Nếu mà như thế này thì thêm những con chém nó vẫn sẽ giúp cho game thủ Mỹ Đình thủ được nhà không. Vẫn rất đều ba nhà PVP của mình, 4 nhà PVP rồi. Thế trận này bắt buộc game thủ No 1 phải là người chạy chém chứ không có cửa. Vâng, không có cửa để chuyển một loại quân khác hoặc đóng phù làm gì. Khi mà Chip Boy đánh được. Vâng, Chip Boy đánh qua một áo, bây giờ đã thủ xong nhà. Chuyển sang mình mấy game thủ Mỹ Đình tham gia là 29 và đã thủ xong nhà rồi. Đấy, các bạn để xem là game thủ Mỹ Đình không bao giờ phải e. Những thao tác của anh là chỉ cắm ship và giải e thôi. Những con phù thủy game thủ Gunny vẫn đang hoạt động rất tích cực để có thể thủ nhà cho game thủ Mỹ Đình. Vâng, đây là những con phù thủy game thủ Gunny, bây giờ lại còn phù thủy cho phù máu cho game thủ Mỹ Đình nữa. Quá hay. Vâng, nâng cả chặt gỗ và đào vàng thì đúng là Mỹ Đình thoải mái mà ăn và chơi rồi. Vâng, phù luôn hai con chém của game thủ No 1 trong trận đấu này, đen cho No 1 rồi. Bắt đầu đẩy lên. Đẩy lên trận đấu này thoải mái đỡ đi. Đỡ thoải mái trận đấu này luôn khi mà lượng cung A một áo của thủ Chip Boy vẫn đang hơi mỏng. Chip Boy vẫn đang hơi non tay cho những pha đẩy cung A một áo của mình.
sang đây xem Mỹ Đình tham lai là 35, thế thì tươi rồi, rỉa hết những tuần xém và khả năng là bên mình đang tươi hơn rất nhiều khi mà chip boy đang đẩy rất lẻ tẻ những con cung ngang một áo của mình. Và mình vâng Gunny còn có một đạo vù đứng đây thì thủ nhà cho cái thủ Mỹ Đình cơ. Rất hay rồi, rất nhiều cung ngang một áo của thủ Gunny đứng ở đây luôn và lại bắt được giải e. Vâng, giải e đến từ Mỹ Đình rồi, các bạn thấy là những pha giải e em thủ Mỹ Đình chuyên giải e. Vâng, bơm vàng để cho nâng thủ 4. Quá chất. Vâng, Gunny cũng bài đánh chay 3-4 PP cũng đã tham lại đến tới 4 nick với bài nâng cả chặt gỗ và đào vàng rồi. Tham lại mình đang đè lên tương đối mạnh. Vâng, bên đội bạn cũng là một áo chỉ còn tầm 33 mấy rồi. Vâng, thế lại phù thêm được một chém nữa. Chính thức là nó một không biết làm gì để chống lại em thủ ăn đi vào thời điểm bây giờ nữa rồi. Chỉ có em thủ Mỹ Đình đẩy đi thôi. Mỹ Đình bắt đầu đẩy muốn nhàng lấy nhất hàng nhà em thủ ăn vâng nó một trước. Vâng, bỏ mặc chip boy, kệ chip boy muốn làm gì làm, sang đây xúc chết nó một trước đã. Nó một đã muốn vài đánh cho son sóc 3L nhưng không được. Cái bây giờ thì lượng cung giờ em thủ mình là tương đối nhiều rồi, có tương đối nhiều với lượng cung giờ này, nhưng bây giờ thì một tên hoa to của em thủ chip boy đẩy sang nhà em thủ Mỹ Đình. Vâng, quay trở lại trận đấu này thôi thì màn hình máy em thủ Mỹ Đình. Vâng, Gunny đi. Gunny thằng này 60 tôn cả Mỹ Đình cơ, quá kinh khủng với bài cầm. Vâng, cho son anh đánh sóc 4 HP, bây giờ thằng này là 62 thì không biết là dân bao nhiêu và phù là bao nhiêu nữa. Vâng, đang đứng thủ nhà cho em thủ Mỹ Đình và bắt đầu là điều phù. Vâng, chỗ này khoảng kích phù tầm 20 con phù mà phù được 20 con cung hàng một áo thì đúng là vâng nó một ức phọt mà chip boy ức phọt máu luôn. À, cung hàng một áo kẹp ca của cầm thủ vâng của cầm thủ chip boy. Vâng, lượng cung hàng một áo quá mỏng để có thể ốp nhà được cầm thủ Mỹ Đình trong trận đấu này. Vâng, lượng cung hàng một áo tương đối mỏng và lượng phù thủy cầm thủ ăn đi đúng không phải một cầm thủ nhiều thao tác để có thể đóng. Vâng, quánh chay. Vâng, quánh chay phù và nhiều tay nên anh kéo cả một đội phù, phù được khoảng 4 cung nga và đúng khoảng 20 con phù đứng chơi. Hơi dị. Sáu mươi bảy đến 80, liệu bây giờ thì Gunny đã định sóc chém chưa hay vẫn quyết định sóc chay phù thủy đây. Mỹ Đình tham lai là 42 thôi. Gunny là tham lai 7x nhưng bây giờ thì Mỹ Đình đang mất nhà. Gunny đang quá tham châu phù thủy, anh muốn đánh theo kiểu cửa trên, đánh theo củ hành đây, nâng chặt gỗ đào vàng và sau đó là vâng, và bây giờ lại còn đứng châu phù thủy trong khi mình không phải một người quá nhiều thao tác. Vâng, các bạn thấy là ơi long ngóng những pha điều này, nhưng quan trọng là những con phù thủy này đã được nâng công nghệ đầy đủ. Vâng, bắt đầu sóc châu bằng đấy. Ôi là chạy thôi. Vào chạy rồi. Vâng, 4 là bây giờ chỉ mới được bắt đầu được sóc. Chưa có một cái công nghệ gì dành cho những con chém của em thủ Gunny trong trận đấu này, mặc dù tham lai của anh đang đến được 7x. Hơi dị nhân. Bên đây là Mỹ Đình, tham lai là 46. Cung Nga này chỉ là qua một áo của Katarian do em thủ Mỹ Đình cầm chip boy cầm thôi. Quan trọng là phải giữ tham, nhưng lực em thủ Gunny đang là quá khỏe. Bắt đầu sóc chay 4ML và lượng gỗ của anh đang quá nhiều khi nâng chặt gỗ 2 từ rất rất sớm. Và lượng ruộng vẫn đang hơi ít để có thể bắt đều 4 nhà BL đấy. Quay thêm nhà BL đi. Thank you.
quay trở lại anh mang mình mấy cái thủ Gunny thôi, một trận đấu mà Gunny vẫn thầm lại là quá to bài cầm cho Son của mình. Mỹ Đình tham lai 50-50 bây giờ thì các bạn thấy là T-Boy vẫn đang hơi non tay trong những pha đẩy cung A một áo của mình. Em cứ tách những con cung A một áo, mỗi đảo khoảng chồng con này thì sẽ bị những con cung R rửa hết mất. Và bây giờ thì khả năng sẽ bị bắt hết từng cung R này. Vâng, còn đây là tham lai 77/88 của game thủ Gunny. Thất thất và bát bát của game thủ Gunny luôn. Lại bắt thêm từng cung A một áo nữa. T-Boy vẫn đang hơi non tay và sẽ bắt hết nốt tuần này luôn. Còn dâng nhà lên đây để có thể đẩy cung A tốt hơn. Một bài cung A một áo kẹp pháo của game thủ Gunny. T-Boy, nhưng liệu em có khỏe nổi được không khi bài game thủ Gunny đang là quá quá khỏe và bắt hết cái tần của đấy luôn. Đây là 49/56 của game thủ Gunny. À, của game thủ Mỹ Đình vẫn đang chưa ổn định được quá nhiều. Timeline mình đang quá đè rồi. Bắt đầu đè 6-4 dành cho game thủ Gunny và Mỹ Đình trong cái trận đấu đầu tiên trong series đấu thứ tư này. À, series thứ ba này. Vâng, và tỷ số là 1-0 trên series đấu thứ ba này. Một trận đấu quân đội bạn đang là quá xấu, còn bạn Gunny đang là quá khỏe. Anh đừng có chặt gỗ vào đầu vàng từ khi chưa lên đời.